Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chịu để chỗ mấy chú ở có tiền dạy mà có phải đi vô nhà mình nghe hết rồi không lột ra là cái thì nói là đi xuồng đi xuồng xong rồi bắt con cá cái lưng á coi là ăn thế là con ra điện thì từ cái lúc mà đi đóng phim như thế này thì ba bác có giết một bài hát ông điên điển đó tại vì là những năm cùng là ở trong đây xong rồi lúc đó ba bác cũng đem con cá lưng về nhỏ nhỏ như này xong mình nghĩ trong bụng chứ trời ơi con cá thì xuyên không sao ăn được khác nhưng mà nó dùng con coi lạc trong rồi ăn mềm nó ngon dễ sợ luôn.